Xin chào tất cả mọi người. Như vậy là câu chuyện liên quan đến đội tuyển quốc gia bây giờ cũng đã gần như ngã ngũ rồi. Và thời gian vừa rồi thì chúng ta bàn rất nhiều liên quan đến vấn đề là cầu thủ nhập tịch và cầu thủ Việt Kiều. Thế đến bây giờ chúng ta đã có câu trả lời rồi, là Liên đoàn bóng đá Việt Nam chỉ chấp nhận để gọi những cầu thủ Việt Kiều về để tham gia đội tuyển, chứ những cầu thủ nhập tịch, tức là ngoại binh nhập tịch, thì bây giờ chúng ta vẫn nói không với họ. Và Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải, đồng thời cũng là Thứ trưởng của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thì cô đã nói lên quan điểm của mình là ông không đồng ý gọi các cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển Việt Nam. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về câu chuyện này, xem là chúng ta nên soi xét một cách đa chiều hơn. Cầu thủ Việt Kiều thì có gì hay hơn, cầu thủ nhập tịch thì có gì hay hơn, và điều quan trọng là Liên đoàn bóng đá Việt Nam có nên đưa ra một hệ thống các tiêu chí để cho tất cả những người mà mong muốn cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, họ biết cái hướng để họ phấn đấu. Và đấy cũng là cái câu chuyện mà hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ. Và ở phần sau của chương trình thì sẽ có một bất ngờ dành cho các bạn. Nói về cầu thủ Việt Kiều thì đương nhiên rồi, chúng ta rất là cảm thấy rất là gần gũi, đúng không ạ? Cầu thủ Việt Kiều tức là có bố hoặc mẹ, ông hoặc bà là người Việt Nam, tức là họ dù gì đi chăng nữa họ vẫn mang cái dòng máu Việt Nam của chúng ta. Và ít nhiều thì họ cũng đã được nghe về đất nước, về văn hóa, về ngôn ngữ, tất cả mọi thứ. Thì đương nhiên là chúng ta sẽ ưu tiên hơn so với một ngoại binh nhập tịch. Còn ngoại binh nhập tịch thì đương nhiên là khác hoàn toàn rồi. Họ là một người nước ngoài, hay nói chính xác hơn, họ là một người dưng đến từ một đất nước xa lạ. Họ đến đất nước của chúng ta làm việc, sau đó là họ nhập quốc tịch Việt Nam. Tức là về mặt hành chính mà nói thì họ vẫn là một công dân Việt Nam. Nhưng mà về gọi là huyết thống mà nói thì họ vẫn là một người xa lạ với chúng ta về mặt huyết thống. Ở đây là chúng ta phải nói rất là thẳng thắn. Và đương nhiên là cái việc mà chúng ta ưu tiên hơn cho những cầu thủ Việt Kiều so với những ngoại binh nhập tịch là có lý. Nhưng tôi nghĩ là đấy chỉ là một cái lý theo cái kiểu là chúng ta nghĩ xuôi thôi. Nhưng nếu mà chúng ta nghĩ ngược trở lại thì chúng ta đã thấy là có thể là có nhiều điều mà chúng ta cần phải bàn bạc. Ví dụ như là chúng ta nói đến một người mà được đại diện cho đất nước Việt Nam của chúng ta, thì cái phong văn hóa về Việt Nam, cái chất Việt Nam, cái tính cách Việt Nam họ phải được thể hiện một cách mạnh mẽ. Thì điều này tôi không dám chắc là những cầu thủ Việt Kiều liệu có hơn những cầu thủ nhập tịch hay không. Bởi vì rất nhiều những cầu thủ Việt Kiều bây giờ, ngay cả khi mà họ viết một cái status trên Facebook, họ cũng viết bằng tiếng nước ngoài, họ viết bằng tiếng Anh, mặc dù họ nói họ là người Việt Nam. Họ không biết ngôn ngữ, thậm chí là họ còn chưa có hộ chiếu, tức là họ vẫn chưa lấy quốc tịch Việt Nam. Và thực sự thì có rất nhiều cầu thủ Việt Kiều về Việt Nam của chúng ta, họ vẫn ăn dao và ăn dĩa. Và họ rất sợ một số những cái gọi là phong tục của người Việt Nam chúng ta. Ví dụ như là chấm chung một bát nước mắm, họ là luôn luôn có một cái bát nước mắm riêng, và họ cho rằng là đấy là cái văn hóa của họ. Còn trong khi đó thì cái văn hóa của người Việt Nam của chúng ta, một trong những cái hình ảnh đại diện đấy chính là cái bát nước mắm. Cái tính cộng đồng của người Việt Nam ấy, nó thể hiện ở trong bát nước mắm, trong cơm của mỗi gia đình. Cho nên chúng ta thấy là tất cả mọi thứ họ đều có thể riêng, nhưng bát nước mắm là chung. Thì tôi nghĩ là chưa hẳn là những cái cầu thủ Việt Kiều của chúng ta, cái chất Việt Nam của họ, cái sự hiểu biết của về Việt Nam của họ đã cao hơn những cầu thủ nhập tịch. Đấy, ở đây chúng ta thấy rất là rõ ràng, có nhiều người, những cầu thủ Việt Kiều chưa chắc họ đã về Việt Nam nhiều, và thậm chí là có thể là lần đầu. Nhưng những cầu thủ nhập tịch thì họ đã ở Việt Nam của chúng ta, sinh hoạt, nói tiếng Việt của chúng ta phải đến vài năm rồi, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ là cái chất Việt Nam của cầu thủ nhập tịch vẫn cao hơn những cầu thủ Việt Kiều như chúng ta vừa mới liệt kê. Ở đây tôi không nói 100%, nhưng chúng ta phải soi xét. Và đấy là lý do vì sao chúng ta cần Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tôi cũng đang nghiên cứu rất là kỹ liên quan đến bóng đá Nhật hay là bóng đá của Đức. Tức là khi mà họ chấp nhận một cầu thủ nhập tịch để khoác áo đội tuyển quốc gia của họ, thì họ thẩm định rất là kỹ. Ngoài cái việc là họ đã được chấp nhận về mặt luật pháp là một công dân của cái nước bản địa, ví dụ là nước Nhật hay là nước Đức, thì Liên đoàn bóng đá Đức ấy, họ còn có thêm một buổi phỏng vấn, chúng ta gọi là một buổi thi, để xem anh này anh có đủ năng lực, đủ kiến thức và đủ thông tin để trở thành một đại diện cho bóng đá Nhật Bản hay là bóng đá Đức hay không. Tức là ở đây người ta chấp nhận một công dân của nước Đức hay nước Nhật là một chuyện, nhưng phải vượt qua được cái cuộc sát hạch của Liên đoàn bóng đá Đức thì người ta mới chấp nhận cho anh này trở thành một người đại diện cho bóng đá Đức. Đấy, thì đây là cái điều cực kỳ quan trọng mà chúng ta chưa thấy ở bóng đá Việt Nam, và chúng ta cũng chưa thấy cái ý tưởng
xuất hiện trong đầu họ như thế nào. Tôi nghĩ là một cái nền bóng đá như Nhật Bản họ rất là mạnh, mà cũng đã có một anh tên là Alex, anh cũng đã thi đấu, anh là người Brazil, anh thi đấu cho đội Nhật, và thực sự là người hâm mộ của Nhật vẫn yêu anh Alex này giống như bất cứ một cầu thủ Nhật Bản thuần chủng nào khác. Hay là Đức cũng vậy, chúng ta đã thấy có những cầu thủ rất là nổi tiếng và họ đã thi đấu và gần như không có vấn đề. Tôi nghĩ là ở đây là do cái công tác gọi là sát hạch rất là tốt. Tất nhiên là những cái vấn đề liên quan đến những cầu thủ mà nhập tịch khoác áo các đội tuyển quốc gia, kể cả Đức, nó có những vấn đề. Ví dụ như là Mesut Özil chẳng hạn. Người ta đã nói rằng là khi tôi ghi bàn, họ nói tôi là người Đức. Nhưng khi tôi không ghi bàn hoặc chơi tệ thì người ta nói tôi là người Thổ Nhĩ Kỳ. Thì thực ra là đây là một cái hai mặt của một vấn đề. Và mình nghĩ là đây là vấn đề liên quan đến văn hóa. Nếu như các bạn yêu đất nước, ví dụ như là Việt Nam nhỉ, nếu các bạn yêu đất nước Việt Nam, các bạn muốn cống hiến cho Việt Nam và các bạn dốc hết sức của mình ra, thì tôi nghĩ là không có người hâm mộ nào quay lưng lại với các bạn cả. Và trên tất cả thì tôi rất mong muốn là VFF phải minh bạch cái chuyện này. Tức là chúng ta phải đưa ra một hệ thống các tiêu chí. Những cầu thủ Việt Kiều như thế nào thì chúng ta sẽ chấp nhận cho họ về khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tức là chấp nhận ở đây là kể cả là về mặt chuyên môn lẫn về mặt văn hóa. Và tôi nghĩ là đây là một vấn đề rất là quan trọng và rất là tuyệt vời khi mà cơ quan quản lý của chúng ta thì lại là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tức là nó có cả yếu tố văn hóa ở đó. Và tôi nghĩ là những người làm ở trên bộ ấy, họ có thể có những cái hành lang pháp lý để hỗ trợ. Tất nhiên là chúng ta biết được một điều là bóng đá và chính trị thì nó không được can thiệp vào nhau, nhưng mà rõ ràng là bằng một cách tốt nhất chúng ta có thể tận dụng được cái nguồn nhân lực của Việt Nam của chúng ta ở khắp năm châu để về cống hiến cho đội. Tôi nghĩ đấy là một điều rất là tuyệt vời. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng nên công bố những tiêu chí dành cho những cầu thủ nhập tịch như thế nào thì họ sẽ có điều kiện để vào đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ là chúng ta cần nên minh bạch như thế để người hâm mộ người ta cũng hiểu, và lý do vì sao anh lại đưa ra tiêu chí này, lý do vì sao anh đưa ra tiêu chí kia. Và biết đâu đấy thì rất nhiều những nhà quản lý, những người hâm mộ có thể, mỗi một người có thể giúp chúng ta để hoàn thành hệ thống các tiêu chí đấy, để chúng ta không bao giờ bỏ lỡ bất cứ một tài năng nào có quốc tịch Việt Nam có khả năng đóng góp cho lá cờ đỏ sao vàng này. Trở lại quá khứ, cách đây đúng 11 năm trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam gặp đội tuyển Olympic Brazil, được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Dunga, và trong đội hình thì có Diego, đặc biệt là có Ronaldinho, thì nó có một cái trường hợp hí hữu xảy ra là như này, là cầu thủ nhập tịch của chúng ta là Phan Văn Sa Tốt, tức là Phan Văn Sa Tốt là cầu thủ Việt Nam, nhưng khi quốc ca Việt Nam cử hành lên thì anh không hát được. Nhưng khi quốc ca của Brazil, cái đất nước của anh đấy, mà cử hành lên thì anh lại hát một cách rất là say sưa và hát rất to. Và điều này khiến cho mọi người cảm thấy là nó có một cái gì đấy, nó gọi là một cú sốc về mặt văn hóa. Mọi người bắt đầu không chấp nhận, và lúc đấy thì chúng ta nói là chúng ta sẽ nói không với những cầu thủ nhập tịch. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng đã 11 năm trôi qua rồi, đến bây giờ thì những câu chuyện đấy chắc là nếu mà không kể ra thì cũng chẳng ai để ý nữa. Và cũng không còn bất cứ một cái quy định ngầm nào về cái việc là chúng ta không sử dụng các cầu thủ nhập tịch nữa. Thì tôi nghĩ là có lẽ là đến đây thì chúng ta cũng phải thay đổi. Và thêm một điều nữa là không phải cầu thủ ngoại nào, cầu thủ nhập tịch nào họ cũng đến Việt Nam chỉ là để kiếm tiền. Tôi biết ít nhất là hai cầu thủ là họ thực sự là những người rất là đáng trân trọng. Người đầu tiên là anh Fellaini của Bình Dương. Tức là khi anh đã ở Việt Nam đến 6 năm rồi. Và trong 6 năm đấy hình như anh chỉ có một lần duy nhất bị rút thẻ vàng thôi. Tức là anh ấy chơi rất là văn minh văn hóa, nhưng đặc biệt là cái đầu của anh ấy là mình rất là thích, cái suy nghĩ của anh ấy rất hay. Mọi người mới bảo là bây giờ anh nhập tịch đi thì câu lạc bộ chủ quản họ sẽ cho xe, cho tiền, rồi nâng lương, rồi nâng lót tay. Tức là ở Việt Nam thì cứ cầu thủ nào nhập tịch là sẽ có nhà, có xe, tăng lương, tăng thưởng, tất cả mọi thứ. Nhưng anh Fellaini thì anh nói một câu như này là tôi không làm việc đấy, chỉ đến khi nào mà tôi yêu đất nước Việt Nam và tôi muốn gắn bó phần còn lại cuộc đời của mình với đất nước Việt Nam thì lúc đấy tôi tự nhập tịch, chứ tôi không nhập quốc tịch Việt Nam chỉ để kiếm tiền. Và quả thật thì bây giờ Fellaini đã không còn ở Việt Nam của chúng ta nữa, nhưng mà những cái gì anh ấy nói thì chúng ta vẫn rất là trân trọng. Người thứ hai chính là anh Hoàng Vũ Samson. Anh Samson anh sang Việt Nam sau đấy thì anh ấy đầu tiên thì tôi nghĩ là giống như biết bao nhiêu người khác thôi, nhập tịch để kiếm tiền. Nhưng quả thật là sau khi chúng ta đi tìm hiểu rồi thì chúng ta mới biết là hoàn toàn không phải như vậy. Anh Samson đã mua nhà trong thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay đang thuê nhà ở Hà Nội. Con anh ấy được đẻ ở Việt Nam, và trong lần nói chuyện mới nhất của mình thì anh Samson anh có nói rằng là anh ấy sẽ không trở về đất nước của anh ấy nữa, mà anh ấy muốn ở lại Việt Nam. Anh ấy muốn ở lại Việt Nam ngay cả khi anh không còn thi đấu đỉnh cao nữa, và anh sẽ làm kinh doanh, anh sẽ kiếm tiền và sinh con đẻ cháu ở đất nước Việt Nam này.
Thì tôi nghĩ là đấy là cái điều mà rất đáng để chúng ta chia sẻ. Cái thứ hai là tôi hỏi là bây giờ Samson đã có rất là nhiều danh hiệu rồi, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của V-League, chức vô địch rồi tiền bạc tất cả mọi thứ đều có hết cả rồi. Thì bây giờ còn khao khát làm gì? Thì bạn nói là hai điều. Một là bạn ấy nói rằng là ai cũng thế thôi, là cầu thủ thì luôn luôn mong muốn là chinh phục ở những cấp độ cao hơn. Bây giờ vô địch V-League rồi thì muốn lên đội tuyển quốc gia. Và thứ hai là bạn ấy nói rằng là bạn ấy rất là buồn khi luôn luôn bị coi như là một người nước ngoài, mặc dù bạn ấy đã là người Việt Nam rồi. Anh ấy nói đúng một câu là đừng bao giờ cư xử với tôi như là một người Việt Nam chỉ trên giấy tờ. Anh ấy ra xã hội, anh ấy ví dụ sinh hoạt, mọi người vẫn nói ơ ông Tây kìa, ông Tây kìa. Rồi lên báo chí, khi mà mọi người nói về chân sút nội ấy, thì thường bỏ quên mất Hoàng Vũ Sam Sơn. Đấy, và một điều cực kỳ quan trọng nữa là anh ấy muốn là cống hiến cho đội tuyển, vì anh ấy mong muốn như thế, anh khát khao như vậy. Thì tôi nghĩ là đấy cũng là một cái điều rất là tuyệt vời. Trong một bài báo được đăng tải trên báo Thanh Niên thì chủ tịch VFF Lê Khánh Hải có nói rằng là ông không nhận được bất cứ một cái sự đề xuất nào từ cấp dưới, cho nên là ông đã từ chối. Mình nghĩ là cái này là chúng ta phải suy nghĩ lại. Bản thân chủ tịch VFF cũng nên có một cái kênh thông tin nào đấy, bởi vì theo như thông tin mà tôi biết thì không có một nhân viên hoặc một quan chức của VFF nào đã nói chuyện một cách chính thức với Hoàng Vũ Sam Sơn để hỏi xem cái ý nguyện của bạn đấy là như thế nào, bạn mong muốn điều gì và bạn ấy thực sự có đáp ứng được hay không. Thì mình nghĩ là đấy là một điều rất là đáng tiếc, bởi vì khi chúng ta chưa có một kênh thông tin thì đương nhiên là chúng ta sẽ suy nghĩ rất là khác, và khi chúng ta đã nói chuyện với Sam Sơn rồi thì chúng ta sẽ hiểu bằng một cách rất là khác. Và rất nhiều người nói rằng anh Sam Sơn anh không nói được tiếng Việt, anh không nói được tiếng Việt, tại sao anh thi đấu được ở Hà Nội? Và để dành cho các bạn một cái quyền tự kết luận của vấn đề thì mình sẽ có một cuộc nói chuyện với Hoàng Vũ Sam Sơn bằng tiếng Việt để các bạn tự đưa ra kết luận, để xem chúng ta có nên xây dựng một cái hành lang để có thể kêu gọi được tất cả những cầu thủ Việt kiều đủ phẩm chất, đủ văn hóa, đủ tài năng về cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, và chúng ta cũng không bỏ lỡ những cầu thủ nhập tịch mà họ thực sự là trong mình có tình yêu với Việt Nam và đặc biệt là cái chất của người Việt Nam. Xin được cảm ơn tất cả các bạn, và bây giờ thì các bạn có thể xem ngay đoạn phỏng vấn của tôi với Hoàng Vũ Sam Sơn bằng tiếng Việt. Xin được cảm ơn tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, là thời gian vừa rồi có rất nhiều những ý kiến xung quanh việc là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ triệu tập các cầu thủ Việt kiều cũng như là các cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển quốc gia Việt Nam để phục vụ cho cái mục tiêu dự World Cup của chúng ta. Và cũng có rất nhiều người nói rằng là chúng ta không thể bỏ quên đi một trong số những cầu thủ chơi xuất sắc nhất trong lịch sử V-League, đấy là Sam Sơn. Và nhiều người nói rằng là vì anh Sam Sơn anh ấy không nói được tiếng Việt, trên ngày hôm nay chúng ta hãy cùng trải nghiệm một cái câu chuyện liên quan đến Sam Sơn bằng tiếng Việt. Đầu tiên là xin được hỏi Sam Sơn là cái niềm mong mỏi lên đội tuyển quốc gia Việt Nam, khoác chiếc áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, nó như thế nào với Sam Sơn trong suốt thời gian vừa rồi? Em ở Việt Nam mà em ở lâu ở đây, em biết đá bóng Việt Nam, biết cầu thủ Việt Nam, chơi cầu thủ Việt Nam. Em muốn đá cho Việt Nam. Việt Nam national team mà. Sam đã biết là năm nay có cầu thủ trẻ đá tốt cho Việt Nam. Có Quang Hải nè, Mai nè, có Huy nè, có Hảo, tất cả là đá tốt, đá cho Hà Nội FC. Sam biết là nhiều ở Việt Nam năm nay là cầu thủ Hà Nội FC. Sam mà chạy đá tốt là sẽ biết là đá cho national team easy for me. Sam có cảm thấy có một chút gì đấy buồn khi mà Sam là một người Việt Nam, yeah, nhưng mà Sam lại không có cơ hội ở đội tuyển Việt Nam? Sam buồn, không đá cho Việt Nam Sam buồn. Sam rất muốn đá cho Việt Nam, Sam đá, Sam mà lên cao, like how do I put it, like tức là đá ở một cái đẳng cấp cao hơn. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Tức là mình đã có một cái thành tích yeah ở cấp câu lạc bộ rồi, bây yeah giờ mình muốn ở mức độ cao hơn là cấp yeah đội tuyển. Dạ, yeah, là more level cao hơn, cao hơn. Dạ. Sam, bây giờ Hải hỏi thật Sam một câu. Yeah. Là Sam có phải là người Việt Nam thực sự không? Bằng tất cả cái văn hóa, Sam có hiểu tất cả cái cuộc sống ở ngoài đời không? Sam hiểu, Sam hiểu là ở Việt Nam mà có gì, Sam hiểu. Ăn Việt Nam tốt,
thoải mái, chơi vui, ở cái gì ở Việt Nam Sam biết, Sam hiểu. Rồi Sam ở đây hơn 10 năm, có gì đây Sam hiểu. Sam có yêu Việt Nam không? Yêu Việt Nam á? Ừ. Có mà. Yêu như thế nào? Như Sam ở Sài Gòn mãi. Ừ. Như quê, như Sam ở Hải Phòng. Ừ. Gặp ở Sài Gòn. Sam ở Việt Nam luôn mà không buồn. Buồn cái gì? Sam ở đây quốc tịch Việt Nam, có con, có nhà ở đây, Sam ở Việt Nam luôn. Sam không buồn, Sam vui mà. Thế sau khi mà Sam không còn đá bóng nữa thì dạ. Sam có ở Việt Nam không hay là Sam lại đi về quê? Con đá bóng Sam ở đây mà. Sam mà làm business ở đây. Ừ. Dạ, Sam ở đây luôn. Sao mà năm nay đang bảo chủ tịch đang cố gắng mua nhà Hà Nội. Ừ. Đã xong sao mà ở Hà Nội luôn. Rồi sao mà đã xong không về nước ngoài. Ừ. Sao mà đây luôn. Đây là một trong những cái thông tin cực kỳ quan trọng. Và mình tin chắc rằng là tất cả những người đang phản đối Sam đều cảm thấy có một cái chút gì đấy đối xử hơi thiếu công bằng với Sam. Sam đã nói rằng là sau khi không còn đá bóng nữa, Sam sẽ ở lại đất nước Việt Nam của chúng ta. Yeah. Đây là điều rất khác biệt so với những cầu thủ nhập tịch khác. Sau khi họ hết cuộc đời đá bóng, họ trở về quốc gia của họ và họ lấy lại cái quốc tịch của họ. Họ không còn giữ quốc tịch Việt Nam nữa. Đây là điều kỳ quan trọng. Yeah. Còn một điều nữa là mọi người đang tự hỏi là ở trên sân ấy, yeah, thì Sam nói chuyện với các cầu thủ Việt Nam ấy, yeah, Sam có hiểu họ không và họ có hiểu Sam không? Hiểu. Sam ở trên sân, Sam mà cầu thủ Việt Nam nói Sam di chuyển, Sam áp sát, Sam làm gì, Sam hiểu mà. Sam đảm bảo cầu thủ Việt Nam là tập trung vào, có gì đã chắn, đã cố gắng, đã có gì Sam bảo cầu thủ Việt Nam. Sam hỏi biết, cầu thủ Việt Nam hỏi cho Sam, Sam biết. Yeah. Nếu như có một câu gì đấy với người hâm mộ Việt Nam, yeah, để nói về cái chuyện là Sam sẽ khoác áo đội tuyển Việt Nam thì Sam sẽ nói gì? Xin chào. Sao mà đây là cầu thủ Hoàng Vũ Samsung đá Hà Nội FC. Sao rất muốn đá cho Việt Nam National Team. Sao mà chắc chắn tập trung vào ghi bàn nhiều cho Việt Nam National Team. Keep watching and support Samsung. Rất hay. Và một điều rất quan trọng nữa, yeah, rất quan trọng nữa thưa quý vị và các bạn, là đây có lẽ là cái bài phỏng vấn đầu tiên mà Sam Sơn trả lời 100% bằng tiếng Việt. Hỏi thật, thế yeah, đi tán gái Việt Nam thì tán bằng tiếng Anh nhưng mà tán bằng tiếng Việt? Hỏi thật. Tiếng Việt mà. Sam mà đến chơi là em quá đẹp. Anh muốn gặp em uống cà phê được không? Cô thủ gái Việt Nam bảo ok, không sao nhá. Đi uống cà phê luôn đó, không sao, thoải mái mà, ok. Sao mà chơi, đi uống cà phê. Anh yêu em ơi. Cho anh số điện thoại. Đi uống cà phê thoải mái. You know. Sam Sơn có hát được quốc ca Việt Nam không? Có một chút. Sao mà đang cố gắng hát hết. Ừ. Sao mà đang đi đặt teaching một nào nó. Ok. Đến đây thì tôi nhớ đến một câu của huấn luyện viên Sven Goran Eriksson, đã có một câu trả lời rất là hay ở AFF Cup vừa rồi. Khi có một phóng viên Việt Nam hỏi rằng là tại sao các cầu thủ Philippines lại không hát quốc ca, thì ông Sven Goran Eriksson ông có nói là đúng, tôi nhìn thấy không có cầu thủ nào hát quốc ca cả. Nhưng điều quan trọng là trong mỗi một buổi tập, trong mỗi một trận đấu thì họ luôn luôn cố gắng thể hiện tất cả những gì mình có để cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Và đấy là thể hiện tinh thần yêu nước. Nên là có thể Sam ở đây chưa hát được quốc ca của chúng ta, nhưng điều đấy không có nghĩa là bạn đấy không khát khao để phục vụ cho màu áo này. Và hy vọng rằng là trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng hiểu hơn một chút về Sam. Và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ ủng hộ những người có tâm huyết, có tài năng và có khả năng cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Xin được cảm ơn Sam và chúc những ngày tháng vui ạ. Thank you very much.